Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mèo Vạc đã đặt vòng hoa, dâng hương, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác Hồ ở trung tâm huyện. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo huyện ủy Mèo Vạc và các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của người, Đảng bộ và nhân dân huyện Mèo Vạc nguyện hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quyết tâm xây dựng huyện Mèo Vạc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày 30 tháng 8, ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương năm 2023 của thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch cuộc thi. Theo đó, cuộc thi được phát động và triển khai từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10 bằng hình thức thi viết. Nội dung thi gồm trả lời 5 câu hỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phong cách nêu gương. Trong đó có một câu liên hệ thực tế tại cơ sở. Cuộc thi được tiến hành 2 vòng. Vòng sơ khảo do các tổ chức cơ sở đảng tổ chức cuộc thi từ địa phương, cơ quan, đơn vị mình thu bài chấm, tổng kết và trao giải vòng sơ khảo. Mỗi chi đảng bộ lựa chọn giải nhất, nhì, ba gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố. Vòng trung khảo do ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố chấm bài, tổng kết và trao giải. Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Giang yêu cầu ban tổ chức cuộc thi cần quán triệt, triển khai kế hoạch bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân tham gia. Bởi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, góp phần tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng thành phố Hà Giang ngày càng phát triển. Huyện ủy Bắc Quang vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cụm thi số 2 năm 2023. Tham gia hội thi có 14 chi bộ cơ quan trực thuộc huyện ủy Bắc Quang. Các thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi bắt buộc gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào những nội dung cơ bản trong điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy. Qua mỗi phần thi, các thí sinh đã thể hiện sinh động, hấp dẫn, giới thiệu tổng quan về tình hình và công tác xây dựng Đảng ở chi bộ mình. Phần thi kiến thức và tình huống thể hiện được kỹ năng và trình độ hiểu biết của các thí sinh. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chi bộ cũng như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất cho chi bộ trường Trung học phổ thông Việt Vinh, trao một giải nhì, một giải ba cho các thí sinh đạt kết quả cao. Đảng bộ xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ cũng đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tham dự hội thi có 15 thí sinh là bí thư các chi bộ thuộc đảng bộ xã. Các thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm thi thuyết trình, kiến thức chung và xử lý tình huống. Phần thi thuyết trình theo chủ đề bốc thăm từ trước, các nội dung kiến thức tập trung về điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, một số nghị quyết, chỉ thị, đề án của Đảng bộ tỉnh, huyện và Đảng ủy xã. Phần thi trả lời câu hỏi kiến thức chung có nội dung về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, nhiệm vụ của bí thư chi bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ xã nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, phổ biến, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn. Đồng thời giúp các bí thư chi bộ được học tập, nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các tình huống, vấn đề phát sinh ở cơ sở. Vừa qua, huyện Bắc Quang đã tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1. Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tại thị trấn Vĩnh Tuy và xã Vĩnh Hảo, cơ bản người dân đồng thuận trong việc nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, tại xã Hùng An, một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, nhiều nhất nằm tại hai thôn Bó Lỏng và An Tiến.
Nguyên nhân do các hộ dân cho rằng giá đất, nhà ở và cây cối thấp chưa có mặt bằng tái định cư. Riêng đối với địa phận xã Việt Vinh và Tân Quang đã ban hành quyết định thu hồi đất, xã Quang Minh đã kiểm tra số liệu hồ sơ và sớm ban hành quyết định thu hồi đất. Toàn huyện đã bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến cho chủ đầu tư và đơn vị thi công với tổng chiều dài trên 7,2 km. Tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, huyện Bắc Quang đã lắng nghe ý kiến và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân hiểu nhằm tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, huyện cũng cương quyết và xử lý nghiêm minh với các trường hợp chống đối, không chấp hành việc giải phóng mặt bằng của dự án. Ngày 30 tháng 8, các đồng chí thường trực huyện ủy Xí Mần đã đến thăm và tặng quà cho cựu chiến binh Hoàng Văn Điếp, thôn Nguyên Thành, xã Nà Trì và các cựu chiến binh tại thị trấn Cốc Bài. Tại các gia đình cựu chiến binh, thường trực huyện ủy Xí Mần đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp của các cựu chiến binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúc các cựu chiến binh sống vui sống khỏe, tiếp tục tuyên truyền giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng hòa bình dân tộc, đề cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khắc phục mọi khó khăn để thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học qua, toàn huyện Bắc Mê có 42 trường, 682 lớp học với trên 16.000 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 96,64%, trẻ 6 tuổi đi học vào lớp 1 đạt 100%, từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98,95%. Về nhiệm vụ năm học mới, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo huyện cần đổi mới toàn diện công tác giáo dục, có phương pháp dạy học, tạo động cơ học tập chuyên cần, khoa học cho học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của công tác giáo dục, hoàn thành công tác giáo dục theo từng cấp, gắn trách nhiệm của giáo viên với danh dự, đạo đức nhà giáo, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, lựa chọn đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, bàn, đưa ra giải pháp phù hợp chuyên sâu, nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục trên tinh thần học thật, thi thật, chất lượng thật. Lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện tuyển dụng, bố trí thêm biên chế giáo viên theo định biên của tỉnh đã duyệt cho huyện phân bổ cho các trường còn thiếu. Tiếp tục rà soát xây dựng kế hoạch xã hội hóa công tác giáo dục, xây dựng trường học, lớp học kiên cố. Xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc có 9 thôn bản với 4.503 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số nên tình trạng mù chữ ở lứa tuổi trung niên trở lên vẫn còn nhiều. Hầu hết người mù chữ đều là người lao động chính trong gia đình và nhận thức về ý nghĩa của việc học còn hạn chế, công tác vận động người dân tham gia lớp học gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể, đã dành nhiều thời gian đến từng hộ, tuyên truyền, vận động nên người dân đã tham gia học đầy đủ. Sau khi được cán bộ xã đến tuyên truyền, tôi đã hiểu ra, mặc dù rất bận việc gia đình, nhưng tôi sẽ sắp xếp công việc phù hợp để tham gia lớp học này. Khi các con lớn, nếu tôi đi làm công ty thì biết trả lời phỏng vấn, biết ký tên, làm gì cũng tiện lợi hơn. Để chị em hội viên phụ nữ có kiến thức cũng như có thể tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế xã hội, trao đổi mua bán hàng hóa, Hội Phụ Nữ xã Sủng Trà đã tích cực vận động chị em phụ nữ đi học. Lớp học xóa mù chữ được mở tại thôn Tà Trà Lạng, hầu hết đều là chị em phụ nữ tham gia. Bằng mọi cách là cho chị em hiểu rõ và nắm được mình cần phải đi học, mà đi học thì sẽ có lợi gì cho bản thân cá nhân mình, thế chị em ấy tích cực đi tham gia. Để nâng cao chất lượng xóa mù chữ, xã đã lựa chọn những thầy cô giáo có kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, tận tâm, nhiệt tình. Nhờ đó, tuy là lớp học xóa mù chữ cho người lớn, nhưng những mặc cảm, tự ti của học viên đã không còn. Với phương pháp giảng dạy linh hoạt, chất lượng dạy và học ngày càng được khẳng định. Hầu hết học viên sau một thời gian học đã biết đọc, biết viết, biết giao tiếp tiếng Việt. Tiếng phổ thông người ta là hạn chế. Thế để dạy được lớp xóa mù để họ dễ hiểu hơn bài hơn ấy, và người ta nắm bắt được kiến thức nhanh hơn ấy, thì phải là lồng ghép tiếng địa phương. Tức là mình giải nghĩa bằng tiếng địa phương để người ta hiểu. Lúc đầu thì cũng không biết tiếng mấy, nhưng mà kiểu bây giờ mình đi chợ hay mua rau hay là mua cái gì hay là đi bệnh viện thì cũng biết nó một tí rồi ạ. Công tác xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã là nhiệm vụ lâu dài và rất khó khăn. Song cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành vào cuộc quyết liệt để công tác xóa mù chữ đạt hiệu quả cao.
cấp ủy chính quyền cũng đã chỉ đạo phụ nữ phối hợp với trường học và cũng đã tổ chức mở cái lớp xóa mù chữ tại thôn Tà Trà Lẳng. Thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đang duy trì tốt, cũng đảm bảo. Thế nên là đến tới cũng tiếp tục là cũng sẽ nhân rộng và cũng sẽ mở thêm một số lớp ở các thôn khác. Việc mở lớp xóa mù chữ không chỉ góp phần nâng cao trình độ dân trí cho người dân vùng sâu, vùng xa, mà các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng được truyền tải đến người dân đầy đủ, chính xác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 cho thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các rà soát viên trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt và hướng dẫn các bước tiến hành tổng rà soát gồm khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định. Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, phân loại hộ theo tiêu chí về thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thu nhập thông tin hộ gia đình qua rà soát được xác định thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. Thời gian thực hiện cuộc rà soát từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2023. Qua tập huấn giúp cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các rà soát viên nắm được cách thức rà soát, khai thác, thu thập thông tin chính xác và đúng đối tượng, từ đó làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 đảm bảo sát thực tiễn. Ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần tổ chức cuộc họp bàn công tác tổ chức Tết Trung thu và tuần lễ văn hóa du lịch huyện Xín Mần năm 2023. Cuộc họp đã thông qua quyết định về việc thành lập ban tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2023. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban tổ chức để đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả. Đối với tuần lễ văn hóa du lịch huyện dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023 với các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa ẩm thực địa phương, các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực tại thảo nguyên xuôi thầu, tổ chức không gian văn hóa truyền thống tại nhà sàn, trưng bày các sản phẩm thêu, dệt, trang phục truyền thống của dân tộc Nùng, sản phẩm thổ cẩm Nùng U, trải nghiệm ngắm cảnh bãi đá cổ, thác tiên đèo gió tại xã Nấm Dần. Thông qua các hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Xín Mần năm 2023 và những năm tiếp theo. Tối ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Tại chương trình đã diễn ra có 14 tiết mục đơn, song, tam ca, tốp ca, múa hát có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Các nghệ sĩ đã tái hiện lại những hình ảnh đấu tranh hào hùng của dân tộc ta, làm nên chiến thắng lịch sử cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời làm nổi bật thành tựu 78 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đêm văn nghệ là hoạt động thường niên của huyện Yên Minh, không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn thể nhân dân, mà còn nhằm tuyên truyền giáo dục người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ ghi nhớ những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, từ đó cổ vũ động viên nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, góp phần xây dựng huyện Yên Minh ngày càng thêm phát triển. Cũng trong tối 30 tháng 8, huyện Quang Bình đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại thôn Trì, xã Xuân Giang. Tại đây, các đại biểu và bà con nhân dân đã được thưởng thức những tiết mục ca múa do diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Mèo Vạc, huyện Quang Bình và đội văn nghệ của thôn Trì biểu diễn. Các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung, trang phục và hình thức biểu diễn. Mỗi tiết mục đều toát lên tình yêu và lòng tự hào với Bác Hồ, với quê hương đất nước. Chương trình nghệ thuật đã làm sống dậy những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời tiếp thêm niềm tin, ý chí, trách nhiệm của mỗi người dân trong học tập, lao động, sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.